Điện Biên, tai nạn tại mỏ đá, hai người tử vong, một người mất tích, sét đánh khiến mình phá đá bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi ba công nhân tại khu vực khai thác mỏ đá ở xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hiện trường vụ tai nạn, ảnh Lê Lan. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, chiều ngày 1 tháng 6, tại khu vực khai thác mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh, thuộc xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 3 người thương vong. Trong quá trình công nhân rải dây để nổ mình phá đá tại công trường, mưa dông kèm theo sét đánh khiến mình bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi 3 công nhân. Hiện chưa xác định danh tính, trong đó 2 công nhân quê Ninh Bình và 1 công nhân là người dân tộc Mông ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân thứ 3. Ảnh Thông tấn xã Việt Nam, ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn. Vào lúc 18 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên gồm Công an, Viện Kiểm sát, Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận phong tỏa hiện trường để tiến hành công tác điều tra ban đầu và khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm người bị nạn. Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 công nhân trong tình trạng bị dập nát nhiều bộ phận trên cơ thể. Còn 1 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã huy động máy xúc cùng nhân lực tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong điều kiện đêm tối.